Hello các bạn, chào mừng đến với nhà cú, mình là Bảy Bình Bông. Hôm nay là một ngày rất là kinh khủng luôn, mình cũng không biết tại sao nhưng mà hôm nay thì mạng nó lag hơn mọi ngày. Mà khi bình thường ấy thì buổi tối cái ping của bảy tôi thì mới lên hơn 100 đúng không? Vậy mà cũng chả biết tại sao hôm nay thì mới là ban ngày thôi, ping của tôi đã 100 rồi, vừa lễ là 140 mấy cơ. Đấy là mạng cực kỳ lag luôn các bạn, siêu lag. Và tại sao hôm nay chúng ta lại nói vấn đề về ping thì đơn giản thôi. Như các bạn đã biết thì trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ có cái chương trình livestream đặc biệt của phiên bản 3.4, cũng là Tết Hải Đăng đấy các bạn. Thì chắc chắn rồi, chúng ta sẽ phải xem trên cái nền tảng là Twitch. Và cái nền tảng Twitch thì rất tiếc là cái server ở Việt Nam mình hoàn toàn không có. Chúng ta sẽ phải thông qua một cái server khác, đó là bên Singapore và bên Hồng Kông. Vì vậy nếu mà ping của chúng ta nó lag như vậy bởi vì đứt cáp mà các bạn, cái này ai cũng biết đúng không? Thì khi mà xem cái chương trình này ấy, nó sẽ có vấn đề là giật lag. Vừa nãy tôi có xem những cái video, đây này các bạn nhìn này. Đó, tôi ngồi tôi xem từ lấy đến giờ những cái thử một số cái livestream ở trên Twitch này thì các bạn thấy nó đều có quay như thế này. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể khắc phục được cái tình trạng mà xem cái livestream 3.4 không bị giật? Thì tôi nghĩ là tối nay tôi với các bạn chúng ta sẽ cùng xem qua livestream của những streamer khác ở bên YouTube thì nó sẽ đỡ bị giật lag hơn. Cái điều này là hoàn toàn không thể tránh khỏi rồi, bởi vì cái đứt cáp này nó ảnh hưởng đến toàn bộ người ở Việt Nam mình chứ không chỉ là một cá nhân nào cả. Vì vậy cái này chúng ta sẽ phải cố gắng khắc phục nhá. Tiếp theo là cái thông tin số 2 có liên quan đến một cái khu vực ở trong game. Mời các bạn vào game nhé. Ở trong một cái khu vực mà chúng ta có thể nhận được 3 món quà và cũng có một cái chủ nhân của ngôi nhà cực kỳ đặc biệt mà các bạn, tôi nghĩ các bạn cũng nên tìm hiểu thêm. Đầu tiên ấy, thì các bạn sẽ dịch chuyển đến cái điểm dịch chuyển ở chỗ này. Đây. Sau đó các bạn sẽ đi vào cái biệt thự này. Cái biệt thự này thì sau khi mà tìm hiểu thì bảy tôi biết rằng là đây là một cái biệt thự tư nhân của một kiến trúc sư tài ba ở Sumeru và anh ấy đã chế tạo ra cái tòa biệt thự này. Đây là một tòa biệt thự tư nhân nhá, chứ không phải là một cái học viện gì đâu nha. Khi các bạn nói chuyện với cả những người này thì các bạn sẽ có những cái phần quà. Đầu tiên là cô gái này thì phải. Đây, các bạn nói chuyện với cô gái này các bạn sẽ có một cái món quà. Tiếp theo là cô gái này, tiếp theo ông quản gia này các bạn sẽ nói thì các bạn sẽ biết được là chủ nhân ngôi nhà này là một người cực kỳ là đặc biệt. Tôi đố các bạn biết là ai luôn. Các bạn chỉ cần nói chuyện với tất cả những nhân viên ở đây các bạn sẽ biết là chủ nhân ngôi nhà này là ai luôn. Và một người cực kỳ đặc biệt, các bạn khả năng cao cũng sẽ chơi được nhân vật đấy ở trong thời gian sắp tới. Người thứ hai các bạn nhận được món quà đó chính là phóng viên của tờ báo Chim Hơi Nước. Các bạn nói chuyện với anh này nhá, để nhận quà nhá. Và người cuối cùng chính là một học sinh của... tức là người khóa sau của anh chàng chủ nhân ngôi nhà này hoặc là người thiết kế ra ngôi nhà này. Đây, các bạn nói chuyện với cả cô gái này thì các bạn cũng sẽ có món quà của mình. Tổng cộng là 3 món quà trong một ngôi nhà tư nhân. Và cũng sẽ đố các bạn biết rằng là chủ nhân ngôi nhà này là ai đấy. Các bạn đoán thử xem. Khi mà các bạn đoán được thì tôi nghĩ là các bạn cũng sẽ tìm hiểu rất là sâu về cốt truyện rồi đấy. Đó, đây là một người rất là đặc biệt và khả năng cao các bạn sẽ chơi được ở trong những phiên bản sắp tới nha. Đây là một điều rất là thú vị đúng không? Ok, chúng ta sẽ đến với cả thông tin số 3 liên quan đến cái thư của nhà phát triển trong những phiên bản sắp tới về tựa game, đó là thẻ bài nhá. Cách đây khoảng mấy tiếng trước thôi thì miHoYo đã công bố một cái buổi tọa đàm của nhóm phát triển. Cái này thì nó chỉ liên quan đến thẻ bài thôi. Và tôi biết là ở đây nhiều bạn cũng chả quan tâm đến thẻ bài lắm. Mặc dù là nó có nguyên thạch đấy nhưng mà nó mất rất nhiều thời gian của các bạn để các bạn kiếm được nguyên thạch. Thế nên là nhiều người hiện tại chưa chắc đã lên đủ level 10 để lấy hết nguyên thạch, hoặc là các bạn thậm chí còn chả chơi nữa. Trong này thì có một vài câu hỏi có liên quan đến thẻ bài như sau này. Đầu tiên là một người có UID là như thế này đấy. Bạn này có hỏi rằng là sau này thì Thất Thánh Triệu Hồi có ra mắt thêm cái thẻ nhân vật mới không? Bạn này muốn chơi thẻ Venti. Thì nhà phát triển có bảo rằng là chắc chắn là có rồi. Cứ cách một khoảng thời gian thì Thất Thánh Triệu Hồi sẽ tiến hành một lần cập nhật tương đối lớn. Khi đó thì sẽ ra mắt thêm nhiều thẻ bài và còn có nhiều cách chơi phong phú hơn nữa. Đấy. Câu hỏi số 2. Sau này thì có chế độ giải trí không? Và chơi lâu rồi, hy vọng có thêm nhiều thứ mới mẻ. Trong các phiên bản tiếp theo thì chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các cách chơi mới. Trong phiên bản 3.4, các nhà lữ hành có thể chơi một cái chế độ PvP giải trí hoàn toàn mới. Có thể theo dõi cái chương trình đặc biệt của phiên bản 3.4 để biết thêm những thông tin chi tiết, tức là tối nay đấy. Câu hỏi tiếp theo là có thể khiêu chiến thêm NPC không? Tức là tạo ra thêm những nhân vật mới NPC để khiêu chiến đó. Nhà phát hành có trả lời rằng là trong những phiên bản tiếp theo thì chúng ta chắc chắn là sẽ có thêm những NPC để khiêu chiến mới. Và cái cốt lõi của cái việc mà chơi Thất Thánh Triệu Hồi chính là đấu với cả nhân vật NPC đấy. Vì vậy cái chuyện này là chắc chắn là sẽ có rồi. Thất Thánh Triệu Hồi có thể ghi lại chi tiết trận đấu không? Đây là hỏi vấn đề mà có thể record lại cái trận đấu đấy không? Thì nhà phát hành có trả lời rằng là cái chức năng ghi lại trận đấu sẽ được ra mắt ở trong phiên bản 3.4. Thì lúc đấy chúng ta có thể là cập nhật sau phiên bản này, sau đó là đánh bài và ghi lại cái trận đấu của bản thân mình.
Câu hỏi tiếp theo, tôi vừa chơi một trận vô cùng thú vị và kịch tính. Tôi muốn đăng lên mạng nhưng mà không quay được video. Hy vọng kênh chính thức sẽ sớm ra mắt cái chức năng phát lại trận đấu. À rồi, ok. Cái này thì nó giống cái kiểu là cái bên trên là ghi lại trận đấu, tức là nó ghi lại những cái lượt mà đối thủ ra bài gì, lá bài gì, nó sẽ có một cái log ở đấy. Tôi không biết là cái này là ghi lại theo kiểu ghi theo log chữ hay là ghi bằng video nhá. Nhưng mà câu hỏi bên dưới đó là có cái chức năng phát lại cái trận đấu đấy không? Thì nhà phát hành có trả lời rằng là cái chức năng phát lại trận đấu ấy thì sẽ được nghiên cứu và sẽ ra mắt trong những phiên bản tiếp theo, tức là hiện tại thì chưa có. Đấy. Hiện tại trong những phiên bản mới đây sẽ không có. Câu hỏi cuối cùng, đó là giao diện đánh bài có được tối ưu hóa để phù hợp với người chơi tay cầm không? Cái này thì nó cũng khá là phù hợp. Đây là một câu hỏi nó chỉ dành cho thiểu số thôi, bởi vì không phải ai cũng chơi bằng tay cầm. Nhưng mà cái điều này thì cũng nói lên rất là nhiều cái nỗi niềm của những người chơi bằng tay cầm. Nhà phát hành có trả lời rằng là các nội dung ưu hóa có liên quan đến tay cầm ấy thì vẫn đang được tiến hành từng bước, sắp tới thì những cái ưu hóa đầu tiên ấy sẽ được ra mắt trong phiên bản 3.4 và sau đấy thì các bản cập nhật khác sẽ được tiếp tục là thêm vào dần dần để làm sao ưu hóa tay cầm tốt nhất dành cho mọi người. Còn cái phần cuối cùng ở dưới này thì là đôi lời của nhà phát triển họ muốn gửi đến tất cả các bạn thôi. Nó chỉ xem rằng là hy vọng các bạn sẽ chơi đấu bài nhiều hơn. Tôi ở đây có một cái câu hỏi mà tôi nghĩ là nhà phát hành người ta cố tình người ta bỏ qua, nhưng mà rất nhiều người đã đặt câu hỏi, đó là làm sao để có thể là skip. Tức là nếu mà đấu với NPC thì nó tăng cái tốc độ độ ra bài với cái tốc độ chiến đấu các thứ ấy. Đơn giản là bây giờ nhá, chúng ta thi đấu một cái trận đấu bài bình thường thôi thì nó mất tầm khoảng từ 5 cho đến 10 phút. Đấy là cái trường hợp mà chúng ta còn ra bài nhanh, còn hiểu bài của mình ấy, hiểu bài của đối phương. Nhưng vấn đề là nếu mà chúng ta ra bài chậm và tất cả mọi thứ nó rất là chậm, tôi cảm giác nó cứ diễn ra nó cách bình thản, nó câu giờ của người chơi ấy. Và điều này nó cực kỳ nguy hiểm, nhất là với những cái bạn nào mà chơi bằng nền tảng đám mây, các bạn chỉ có một tiếng một ngày thôi, thì cái việc mà các bạn trải nghiệm đấu bài gần như là rất là khó. Thay vì các bạn làm nhiệm vụ là các bạn lút rương này vân vân á, thì các bạn lại phải đấu bài. Và đây là một cái điều mà nhà phát hành ở đây họ đang cố tình họ bỏ qua. Và có lẽ là cái việc mà chúng ta có thể skip hoặc là đẩy nhanh cái tốc độ đấu bài thì gần như là sẽ không được nhà phát hành quan tâm mấy đâu. Họ muốn chúng ta trải nghiệm một cách từ từ và thư giãn thôi. Thêm một cái điều nữa, đó là cái việc mà đi farm tiền của cái đấu bài ấy, cũng có nhiều người hỏi cái việc đi farm tiền của đấu bài thì có cách nào khác để có thể là đẩy cái tốc độ farm tiền hoặc là giảm giá của những cái thẻ bài mặt sau hoặc là những cái thẻ bài động xuống hay không. Bởi vì bây giờ cái giá trung bình của một cái thẻ bài động ấy thấp nhất chúng ta cũng là 1.000, đúng không? Đấy là thẻ của vũ khí này, thẻ của địa danh, thẻ của sự kiện này. Thế nhưng mà có những cái thẻ như nhân vật ấy chắc chắn là 4.000 tiền thì mới mua được một nhân vật. Điều này thì nó cũng sẽ làm cái tốc độ đi farm của những người chơi nó giảm đi rất nhiều. Bình thường thì một tuần chúng ta sẽ có đâu đấy khoảng tầm từ 10.000, ở trung bình là 10.000 tiền một tuần. Thì tính ra các bạn phải mất đến khoảng mấy tháng trời các bạn có thể farm đủ được cái số lượng mà thẻ bài động mình mong muốn. Điều này thì cũng là câu hỏi rất là hay của những người chơi khác ở trong cái mục hỏi đáp, nhưng mà miHoYo họ cũng bỏ qua luôn. Họ chỉ trả lời những câu hỏi mà nó rất là chung chung và gần như là chỉ có một vài câu nó đúng ý nghĩa thôi, còn đâu đa số là đều những cái câu nó trả lời vô thưởng vô phạt. Hy vọng là trong những cập nhật sắp tới thì đấu bài sẽ có những cái phù hợp hơn với những người chơi ít thời gian để các bạn có thể là học tập, đi làm các thứ về chơi một cách ok nhất. Chứ còn nếu mà để mất quá nhiều thời gian thì khả năng cao là nhiều bạn sẽ bỏ, không có chơi đâu. Trên đây là tất cả những cái gì mà Bảy tôi muốn nói ở trong video đợt này, và hẹn gặp lại các bạn vào livestream tối ngày hôm nay vào lúc 18:30 trên kênh của Bảy. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi những cái thông tin về livestream phiên bản 3.4 để xem là có banner nào mới này, có trang phục nào sắp ra mắt này, có bao nhiêu nguyên thạch này, vân vân. Và chắc chắn rồi, 3 chiếc code miễn phí để có thể lấy được 300 nguyên thạch. Giờ thì chúc tất cả các bạn tối tốt lành và đừng quên để lại cho mình xin một like cũng như kéo xuống một chút xíu thôi, ấn thêm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ mình. Bye bye and see you again.